Cô chào các em, hôm nay cô và các em sẽ cùng trả lời câu hỏi thảo luận số 1 trong 121 sách giáo khoa sinh học 10 đề bài như sau. Nguyên nhân gì khiến cho bình nuôi vi khuẩn đang đục do chứa nhiều vi khuẩn bỗng dưng trở nên trong? Để trả lời cho câu hỏi này, các em cần nghiên cứu kỹ phần nội dung một là mã các virus ký sinh ở vi sinh vật, thực vật và côn trùng, sách giáo khoa sinh học 10, trang 121. Chúng ta đều biết bình nuôi vi khuẩn bị đục là vì có vi khuẩn ở trong đó. Và bình vi khuẩn bị nhiễm pha gơ nên pha gơ sẽ nhân lên làm chết vi khuẩn hàng loạt. Do đó, bình sẽ từ đục sau một thời gian quan sát thấy trong. Như vậy, cô và các em vừa trả lời xong câu hỏi thảo luận số 1, trang 121, sách giáo khoa sinh học 10. Cảm ơn các em đã theo dõi và lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại các em ở những bài tập tiếp theo.